Đi bộ lưỡng thững trên sân tạo ra những pha dê dắt tối nước để rồi mất bóng một cách khó chấp nhận và cả chuyền bóng thiếu trách nhiệm. Đó là bộ mặt của Marcus Rashford trong khoảng thời gian trở lại đây. Những ngôi sao khoác áo số 10 thi đấu trên sân có thể hiểu được vì sao nhiều cổ động viên đã vô cùng khó chịu với cách mà cầu thủ sinh năm 97 thể hiện. Mặc dù chỉ mới bước sang tuổi 26 hồi cuối tháng 10 vừa rồi, nhưng trên thực tế là Rashford đã có gần 9 năm kinh nghiệm trận mạc tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Kể từ khi ra mắt Premier League vào tháng 2 năm 2016, vinh ngọc sáng giá của Học viện Carrington đã để lại dấu ấn khá rõ nét bằng cú đúp bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Tuy nhiên, trái với lộ trình được vạch ra từ đầu hay thậm chí là mùa giải thăng hoa vừa rồi, thì kể từ đầu mùa Rashford lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay giữa thời điểm mà Man United trải qua vô vàn sóng gió, thì cầu thủ chạy cánh của Tam Sư chính là một trong những người cũng phải nhận không ít búa rìu từ dư luận. Thậm chí điều này còn khiến nhiều người nhớ lại những cái nhìn chẳng mấy tích cực mà Jose Mourinho đã dành cho anh. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện vì sao Jose Mourinho lại không coi trọng Marcus Rashford. Jose Mourinho từ lâu đã là cái tên lừng lẫy trong giới cầm quân với danh xưng là người đặc biệt. Phải nói rằng ông đặc biệt theo đúng nghĩa đen, là một huấn luyện viên có cá tính mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng và sẵn sàng bật lại trọng tài để rồi ăn thẻ và đóng phạt. Không chỉ nổi tiếng về phương diện cá tính, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha còn có khả năng nhìn người cũng như là nhận xét về tiềm năng của một cầu thủ rất xuất sắc. Đã có rất nhiều lần chúng ta nghe được những nhận định thẳng thắn của huấn luyện viên sinh năm 1963 về những cậu học trò của mình. Có lần Mourinho đã nói rằng Paul Pogba chính là mầm bệnh, là virus tại Manchester United và cần phải loại bỏ ngay lập tức. Tuy nhiên sau đó thì ai cũng đã biết virus vẫn ở lại nhà hát của những giấc mơ để tiếp tục tạo nên những cơn ác mộng dành cho những cổ động viên nơi đây. Còn người đặc biệt thì phải khăn gói chuyển đến nơi khác. Không chỉ có Pogba, cựu huấn luyện viên của Inter Milan còn đã có những cảm nghĩ về Anthony Martial và Marcus Rashford đại loại như là Martial là một cầu thủ lười biếng, Manchester United không nên tiếp tục sử dụng cầu thủ người Pháp. Còn về Rashford, huấn luyện viên sinh năm 1963 cũng cho rằng tuyển thủ Tam Sư không thể trở thành một tiền đạo chủ lực tại một đội bóng tham vọng như đội chủ sân Old Trafford được. Thật vậy, trong suốt giai đoạn được Jose Mourinho dẫn dắt, Marcus Rashford chưa bao giờ thể hiện mình là một ngôi sao lớn của đội bóng. Rashford chỉ dừng lại mức tròn vai, cũng như là có những khoảnh khắc thăng hoa nhất thời. Còn nói về độ ổn định thì thật là một từ xa xỉ đối với cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng như Rashford. Vào mùa giải 2019, đương nhiên khi đó Jose Mourinho đã không còn là huấn luyện viên của Quỷ Đỏ. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã có một số chia sẻ rất đáng chú ý về Marcus Rashford trong một chương trình được thực hiện tại đài Sky Sports. Mourinho khi ấy cho biết: "Bạn kỳ vọng gì về Marcus? Cậu ta là một cầu thủ giỏi. Tuy nhiên chúng ta không thể kỳ vọng rằng cậu ấy có thể ghi 25-30 bàn một mùa được. Cậu ta có thể tỏa sáng ở một vài vị trí hoặc vai trò khác. Tuy nhiên để trở thành một cây săn bàn số 1 của đội bóng, tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ diễn ra." Lời nhận xét của Mourinho đã nhận được rất nhiều những ý kiến tán thành từ những người hâm mộ Ngoại hạng Anh nói chung và cả cổ động viên Quỷ Đỏ nói riêng. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận tán đồng ý của huấn luyện viên của Bồ Đào Nha như sau: "Điều ông ấy nói không bao giờ sai cả." Một vài bình luận khác thì bình luận ngắn gọn theo kiểu rất rõ ràng. Một tài khoản có tên là Rathisner còn cho biết ông ấy luôn đúng. Còn nhớ trong giai đoạn nắm quyền tại Old Trafford, cựu huấn luyện viên của Real Madrid đã nhiều lần tỏ ra không hài lòng về thái độ cũng như phong độ không tốt của Marcus Rashford. Trong một cuộc phỏng vấn trong quá khứ, Mourinho đã từng phải cay đắng nói với báo giới như sau: "Cách đây vài tuần tôi luôn được mọi người đặt câu hỏi tại sao cứ luôn là Lukaku. Sau trận thua hôm nay bạn đã hiểu tại sao tôi luôn sử dụng Lukaku rồi nhỉ?" Đó là trận thua 0-1 của Quỷ Đỏ trước Brighton. Và ngày hôm đó những người hâm mộ Man United đã tỏ ra vô cùng ngán ngẩm với màn trình diễn của Rashford. Khi ấy cả Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đều gặp phải những vấn đề về thể trạng, dẫn đến việc huấn luyện viên sinh năm 1963 phải sử dụng tài năng trẻ Rashford thi đấu ngay từ đầu. Lần khác, Mourinho đã chê bai thẳng mặt Marcus Rashford trong một cuộc phỏng vấn. Người đặc biệt khi đó đã nhận phải rất nhiều lời chỉ trích từ báo chí tại xứ sở sương mù. Và giới truyền thông Anh Quốc còn gọi Mourinho là kẻ điên vì không biết sử dụng tài năng của cầu thủ sinh năm 1997. Tuy nhiên, sau một vài năm nhìn lại, chúng ta có thể nói rằng Mourinho không hề điên, ông chỉ là một người nhìn xa trông rộng mà thôi. Ở chiều hướng ngược lại, Marcus Rashford cho rằng chiến thuật của Jose Mourinho đã ngăn cản anh chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình tại Manchester United dưới thời huấn luyện viên này vì các tiền đạo không được tự do hoán đổi vị trí. Trong một cuộc trò chuyện với Wayne Rooney và Rio Ferdinand cho BT Sport, khi được hỏi là liệu Rashford có cảm thấy Mourinho có đủ khả năng để các thủ chơi thứ bóng đá tự do hay không, tiền đạo này đã trả lời như sau: "Tôi nghĩ chúng tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất là khi chúng tôi có thể linh hoạt hoán đổi vị trí cho nhau. Tuy nhiên dưới thời Jose Mourinho, thật khó để tôi có thể chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình vì ông ấy luôn muốn các thủ cố định vị trí của mình và thể hiện thật tốt ở vị trí đó." Với hầu hết những cổ động viên của Man United, rất khó để chấp nhận được phong độ thi đấu của Marcus Rashford trong khoảng thời gian gần đây. Cầu thủ từng được xem là tương lai của nửa đỏ thành Manchester đã và đang có một phong độ gần như là chạm đáy. Ở mùa giải này, tiền đạo 26 tuổi đã thi đấu tổng cộng 19 trận nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và cũng chỉ có 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.
Ngoài phong độ tệ hại thì ở những trận đấu gần đây, cầu thủ sinh năm 97 thường xuyên đi bộ trên sân, không quyết liệt trong khâu pressing và cũng lười hỗ trợ đồng đội phòng ngự và đánh chặn từ xa. Còn khi đội nhà vừa nhận lấy một trận thua thì Rashford lại bị bắt gặp đang thản nhiên tiệc tùng ăn chơi tại một hộp đêm. Trên The Des in Football, huyền thoại của ngoại anh Alan Shearer đã đưa ra những nhận định về buổi tối đi chơi của Rashford sau trận thua 3-0 trước đội bóng cùng thành phố như sau. Hôm nay, Man United đã bị đánh bại và nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ không đi ra ngoài. Bạn không thể đi vào hộp đêm để vui chơi vào ngày mà bạn vừa bị hàng xóm đánh bại 0-3. Bạn không thể làm điều này. Thật là ngu ngốc khi Marker làm điều đó, cho dù đó là sinh nhật của anh ấy. Thậm chí, một cựu tiền vệ của Quỷ Đỏ là Roy Keane đã chỉ trích Rashford sau màn trình diễn tệ hại trong trận thua 2-0 trước Tottenham hồi đầu mùa giải. Roy Keane nói anh ấy giống như một đứa trẻ ở trên sân. Rõ ràng là anh ấy không vui khi chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Và kết quả là anh ấy trở nên vô hại trong suốt khoảng thời gian mà anh ấy có mặt ở trên sân. Cùng chung nhận định với người đồng đội cũ, huyền thoại Rio Ferdinand cũng đã rất nhiều lần đã phải bày tỏ nỗi thất vọng của mình với những màn trình diễn đáng thất vọng của Marcus Rashford. Vào mùa giải 2020-2021, Quỷ Đỏ đã để thua Sheffield United khi ấy với tỷ số 0-1. Ferdinand đã tỏ ra rất tức giận trước màn trình diễn của Rashford ngày hôm đó. Nói với Sky Sports, cựu trung vệ của Quỷ Đỏ cho biết, Rashford gần như vô hình cả trận, cậu ta không thể ghi bàn và cũng không biết tạo ra những cơ hội cho những người khác. Nếu tôi là Solskjaer, tôi sẽ thay Rashford ngay hiệp 1. Đó là một màn trình diễn tệ hại. Và khi nhìn thấy tiền đạo của sân Old Trafford thi đấu một cách tệ hại như vậy, nhiều người hâm mộ đã hồi tưởng lại rằng đã 9 năm trôi qua và dường như anh ấy chưa hề tiến bộ. Là một sản phẩm của lò đào tạo cây nhà lá vườn Carrington, Rashford từng được người hâm mộ và cả thượng tầng Quỷ Đỏ kỳ vọng rằng sẽ trở thành cây sân bàn chủ lực cho đội bóng, sẽ nối gót những Rooney, Tevez hay Ronaldo để trở thành ác mộng đối với hàng phòng ngự ở ngoại Anh nói riêng và cả trời Âu nói chung. Tuy nhiên, sau gần ấy năm thi đấu, có lẽ giờ đây tứ động lại trong người hâm mộ về chàng cầu thủ này chỉ gói ghém trong hai từ thất vọng. Đó chính xác là những điều mà những cổ viên của Manchester United cảm nhận khi chứng kiến phong độ tệ hại của Marcus Rashford vào lúc này. Từng là niềm hy vọng số 1 của những người chót yêu thích màu áo đỏ của thành Manchester, Rashford cũng giữ luôn vị trí là người bất khả xâm phạm đối với nửa đỏ thành Manchester vì những vị thế mà cầu thủ sinh năm 96 có được. Thế nhưng Rashford dần mất đi những gì tốt nhất của bản thân. Lười biếng, thiếu trách nhiệm, tinh thần thi đấu tệ hại là những điều đã, đang và sẽ khiến cho người kế thừa chiếc áo số 10 vĩ đại tại sân Old Trafford chết chìm trong những sự kỳ vọng lớn lao.